Anh ơi, ngày mai mình đi đâu đấy? Quán game. Ôi, lại chơi game cả tuần, cái game chán cũng chết đi được. Thế bây giờ em thích đi học hay đi chơi game? Em thích chơi anh. Đi với nàng anh. Này, việc của chị ở đây à? Độ làm ơn buông tha cho cái tôi đi. Ai chị mà anh bảo đấy hả? Cậu đi về ngay đi. Thôi anh về nhá. Nhá. Mai mình gặp lại. Nhớ. Đi về. Đi vào nhà ngay. Chị bỏ ra. Chị nghĩ chị là chị ruột tôi đấy à? Mì, không được cãi chị con như thế. Này mẹ ơi, con nói gì sai à? Chị tao có phải là con của mẹ con mình đâu. Là con riêng của bố mà. Nhưng chị vẫn là chị gái của em. Và chị có trách nhiệm phải quan tâm đến em. Con biết nhà mình mà. Mẹ chỉ là vợ hai thôi. Mẹ con mình không có tư cách làm khổ chị gái con. Thế có ai bắt chị ở cùng đâu. Mà tôi nói cho chị biết nhá, đừng có mà xía về chuyện của tôi. Không ấy thì tôi thuê người đánh chị vỡ mồm mà đấy. Mi. Ui. Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây đi ạ. Hôm nữa trả cái. Thủy ơi, con thông cảm cho em nói nhá. Tình yêu ngang ngược từ bé đấy con ạ. Vâng, em nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Con thông cảm được mà mẹ. Mà dạo này sức khỏe của mẹ thế nào rồi ạ? Ừ, mẹ đỡ hơn xưa nhiều rồi con ạ. Chỉ khổ thân con, chỉ vì mẹ mà tốn kém. Con không sao mà. Xuống đây đi. Chạy thận tốn kém quá. Hay là thôi, con cứ kệ mẹ đi. Được ngày nào hay ngày đấy con ạ. Kệ mẹ như thế sao được ạ? Con cũng là con gái của mẹ mà. Chờ xin tiền đi. Em còn đang là học sinh, tiêu tiền phải biết tiết kiệm chứ. Nhiều nhở. Mi ơi, tại sao con cứ suốt ngày xin tiền chị con thế nhở? Con mẹ hay nhở. Bây giờ con là học sinh, chứ không phải đi làm đâu mà kiếm được tiền thì là xin à? Đừng có mà phung phí quá đấy. Từng này em sao đủ xem đi. Mi, mà mẹ nói cho con biết nhá, mấy ngày hôm nay con nghỉ học, con đừng tưởng mẹ không biết. Này, lại là chị nói đấy à? Tôi không ngờ ấy, mồm chị rộng thật ấy. Mi, xin lỗi chị đi. Tại sao bây giờ lại có kiểu ăn nói với chị mình như vậy? Con không xin lỗi. Trời ơi. Con ơi, thế tại sao con không nói thật với em nó? Là cái tiền con chữa bệnh cho mẹ, là tất cả số tiền tiết kiệm của con. Mẹ đã khổ con rồi. Con không thấy khổ mẹ ạ. Em đi còn nhỏ như vậy, con sợ em biết, lại lo lắng. Giá như con Mi, nó hiểu chuyện được như con bằng một nửa thôi, mà mẹ cũng mừng lắm rồi. Con không sao đâu mà, với cả con là chị cả trong nhà, thì con phải có trách nhiệm lo toan cho gia đình chứ ạ. Già rồi, yếu là phải. Mẹ ơi, mẹ cẩn thận tí đi. Nhà có mua mấy cái cốc bây giờ mày định phá hết đi à? Nhưng mà mẹ mệt quá. Còn lạ gì mấy cái bệnh giả vờ của mấy bà già. Mẹ cứ đợi bà Thủy về rồi mẹ than vãn đi. Con chào mẹ ạ. Công nhận chị thiêng thật đấy. Đấy, mẹ tôi kêu đau cơ đớn này. Chị làm gì thì làm đấy. Mẹ thấy thế nào rồi ạ? Anh có cho mẹ đi bác sĩ khám không? Mẹ mệt quá con ạ.
Mẹ ơi, mẹ uống thuốc đi ạ. Cảm ơn con. Cũng sắp đến ngày chạy thận tiếp rồi ạ. Để mai con đưa mẹ đi bác sĩ. Thấy không con? Không thấy đâu rồi mẹ ạ. Ô thế thì chẳng nhẽ nhà mình lại có trộm à? Nhưng mà cửa giả nhà mình có bị phá đâu. Thế thì trộm nó vào bằng kiểu gì con nhỉ? Cả một số tiền lớn như thế giờ mất rồi. Bệnh tình của mẹ biết phải làm sao. Chờ mẹ, mẹ ra ngoài đã. Mẹ ơi. Con đi đâu đây? Con đi đâu, việc gì của mẹ mà mẹ hỏi? Mẹ này hay nhở? Thôi, con đi đây. Anh có thấy cái đồng hồ em tặng anh đẹp không? Đẹp. Nhưng mà không đẹp bằng em được đâu. Thế thôi, tuần sau em trả tặng nữa. Này, sau này ấy, em lại có một khoản máu bở ấy. Gọi cho anh đấy nhá. Ok. Này cậu kia, từ bây giờ tôi cấm cậu không được lại gần con gái tôi. Mẹ nói cái gì đấy? Sao mẹ lại mắng anh Bảo? Còn cả con nữa đấy. Nuôi con ăn học, để đến bây giờ con bỏ học để con đi theo dai đây này. Vậy à chị à? Lúc nào chị cũng mách lẻo như thế à? Chị và mẹ đều yêu thương em. Tại sao em cứ mãi mãi ngang ngược sai trái thế à? Này, mày không có đủ tư cách ở đây đâu. My bảo với tao ấy, mày với My ấy chả là cái gì cả. Đừng có xem vào chuyện của bọn tao. Cậu làm ơn buông tha em gái tôi đi. Thôi, bọn mình đi đi. Em không có muốn ở đây nữa. Dù sao thì em cũng còn một ít tiền. My, em vừa nói cái gì? Có phải em ăn cắp tiền của chị không? Mà đúng rồi đấy. Tiền ở đâu ra mà con mua cái túi sách này? Ai dạy em cái thói ăn trộm ăn cắp đấy hả? Hay là chính anh ta là người xui ra em hả? Mày đừng có vu khống nhá. Em gái mày ấy cũng chẳng phải loại đàng hoàng tử tế gì đâu. Cái nói giống ăn cắp từ đời bố mày ấy liên quan gì đến tao? Anh nói cái gì đấy hả? Anh ta nói vậy có đúng là em ăn cắp tiền của chị không? Thôi nhá, chuyện của mày ấy tự mà giải quyết đi. Còn cái đồng hồ này
Nó là của tao đấy. Đánh nhá. Chị hạnh phúc chưa? Chị hạnh phúc khi chị phá nát hạnh phúc của em mình chỉ vì mấy đồng bạc chưa? Này, em tỉnh lại đi được không hả? Này nhá, chị không có quyền để đánh tôi. Chị chả là cái gì cả, chị không phải là chị ruột của tôi. Mi, con có biết số tiền con ăn trộm của chị con là để làm gì không? Tiền ấy thì cũng chỉ để tiêu thôi. Cái số tiền mà con ăn trộm của chị con ấy là do chị con tích góp vất vả mới có được để chạy thân cho mẹ đấy. Mà mày lỡ lòng nào mày ăn trộm tiền của chị mày mang đi cho dai thế hả con? Mẹ nói cái gì cơ? Sao mẹ lại phải chạy thân? Chả ai nói cho con cái đấy đấy. Nói cho con biết thì con có quan tâm tới mẹ không? Hay là con bậc sắc mẹ không thèm quan tâm sức khỏe của mẹ như thế nào đâu? Chị con làm vất vả như thế nào? Con thôi. Bây giờ em tiêu chỉ còn một ít thôi. Thôi, không sao cả. Tiền tiêu hết rồi, chị có thể kiếm lại được. Chị chỉ cần mẹ và em mãi mãi khỏe mạnh là chị vui rồi. Mẹ sao rồi ạ? Sau mấy đợt chạy thận, sức khỏe của mẹ cũng đỡ hơn. Nhưng chị nghĩ cũng không được lâu dài đâu. Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên mẹ ạ. Con cứ như thế này, ngang bướng hư hỏng như thế này thì mẹ chẳng thiết cái gì nữa đâu. Mẹ ơi, con sai rồi. Kể từ bây giờ con sẽ chăm chỉ học hành, không yêu đương nhăng nhít. Con sẽ đi làm thêm để phụ tiền ạ. Trang ơi, cứu anh. Sao đấy? Có chuyện gì mà hớt hải thế? Bọn này nó ép anh. Này, anh lại mới thua bạc đấy à? Em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, sao mãi anh không bỏ được cái trò đỏ đen đấy thế? Anh xin lỗi, nhưng mà anh không nghĩ là lợi nhiều thế. Nhiều là bao nhiêu? Một trăm triệu. Cái gì? Anh bị điên à? Anh có biết là số tiền đấy mình đi làm cả năm cũng không kiếm đủ không? Anh biết rồi, biết là anh sai rồi, nhưng mà bây giờ không phải lúc tranh cãi. Bọn nó bây giờ ép anh bảo bây giờ anh không trả đúng theo thời hạn à, chúng nó chặt tay anh ý. Thế bây giờ phải làm sao? Nhà mình bây giờ làm gì còn tiền nữa? Tiền đâu ra mà cho anh trả nợ? Anh có cách này, nhưng mà em hứa em phải giúp anh nhá. Cách gì? Anh thấy làm cái ngành bây giờ nó cũng kiếm được nhiều tiền mà chỉ cần dạn chân nữa thôi. Tiền kiếm nó dễ lắm mà nó nói chung là chả phải mất sức gì. Anh bị điên à? Có chết đấy, em cũng không làm cái trò này đâu. Nhưng mà em vừa hứa là em giúp anh mà, em không yêu anh nữa à? Chính vì yêu anh cho nên là em mới không đồng ý việc đấy đấy. Anh nghĩ sao mà anh bảo yêu anh đi ngủ với người khác? Rồi bây giờ còn nghĩ gì về cái vấn đề nữa, bây giờ mạng sống quan trọng hơn. Em giúp anh lần này, anh hứa anh mang ơn em cả đời luôn. Giúp anh nhá. Nhưng mà có thật đấy là cách duy nhất không đấy? Nhá. Ba lít đi không em ơi? Thôi anh, 5 lít. 3 lít làm sao mà em sống được? Thôi ra cuối, 4 lít, đi được thì đi. Không thì thôi. Chồng thì rõ là đẹp trai, đi thì đi SH, thế mà cái xỉ. Thôi được rồi. Anh Việt Anh. Cô làm trò gì đấy?
tôi mới phải hỏi anh câu này mới đúng. Anh làm cái trò gì ở đây? Cô ta là ai? Cô không thấy rồi mà còn phải hỏi. Anh dám đối xử với tôi như vậy à? Này, đấy là điều hiển nhiên thôi. Không ai chấp nhận vợ mình đi làm cái đâu. Cô im đi. Cô biết cái gì mà nói? Tôi làm tất cả những điều này đều là vì anh ta cả đấy. Vì tôi á? Cô hơi bị nhầm rồi. Đấy là vì cô ngu nhá. Đồ khốn nạn. Tôi mà sớm biết anh là loại người như thế này thì có chết tôi cũng không đi làm cái trò này đâu. Mày, mày dám đánh yêu tao á? Tao nói cho mày biết nhá, cái loại đàn bà dơ bẩn như mày ấy, một ngày ngủ cả trăm thằng ấy, không đủ tư cách để nói ai đâu. Mày hiểu chưa? Mau mau tránh xa người ta. Tôi sẽ chống mắt lên xem. Hai người rồi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Để xem. Tôi không có kết cục tốt đẹp hay là cô chết vì HIV trước nhá. Tiền. Cô đi không em ơi? Con. Cô điên. Này, vui. Anh ơi, em xin anh. Anh tha cho em. Mày ra. Nói tha á? Mày nói tôi đấy nghe dễ dàng đấy. Lúc vay tiền tao mày ngọt lắm cơ mà. Mày bảo một tuần sẽ trả, bây giờ 30 ngày rồi. Chưa thấy một đồng nào cả. Em xin anh. Đợt này em kẹt quá, không có mấy hôm nữa thôi em kiếm được cái. Em trả anh cả gốc lẫn lãi luôn. Này, tao trẻ con với mày à, hả? Hôm nay mà tao không đến sớm ấy thì mày tẩu thoát đi đâu rồi? Em xin lỗi, em biết sai rồi, em xin anh. À anh ơi, em có con bồ ngon lắm. Hôm trước anh có gặp rồi đấy. Hay là em dâng hiến nó cho anh, được phần nào anh trừ nợ bớt cho em. Nghe cũng hấp dẫn đấy. Vâng. Nhưng mà tao thông báo cho mày một tin buồn. Tại sao? Tại cái gì? Bây giờ con bồ của mày đã là người yêu của tao rồi. Thời thế thay đổi, phải biết vận dụng thì mới khá lên được. Khốn nạn, con lăng loàng. Mày chửi tao á? Vậy mày nhìn lại cái bản thân mày đi đã. Xem mày có tốt đẹp gì không? Chẳng phải là cách đây vài phút mày định đem tao ra để gắn nợ cho mày à? Huyền, anh xin em. Em nói giúp anh Tùng, giúp anh cho anh khất nợ. Tao ấy, tao có thể giúp bất kể ai. Nhưng riêng cái loại khốn nạn như mày ấy thì không bao giờ. Cái loại chỉ biết ăn bám đàn bà. Anh này, bây giờ ấy, anh muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Em không liên quan gì đến ta cả. Được. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Chị, à, thằng này đang nợ em ít tiền chị. Thú vị thật đấy. Không ngờ là tôi lại còn có cơ hội gặp anh ở đây. Là con bé ngu ngốc ngày xưa từng vì anh mà sống không bằng chết đấy. Anh quên rồi à? Sao? Anh ta lại nợ tiền à? Sao chị biết vậy ạ? Cái loại người như anh ta ấy, cái gì cũng có thể sửa được. Nhưng mà riêng cái nết, sửa mãi cũng không được đâu. Cậu cầm lấy. Tiền của chị em không dám cầm nữa. Cứ cầm đi. Tôi biết là cậu cũng đang khó khăn mà. Còn phải trả tiền cho lão đại nữa. Cầm đi. Em cảm ơn. Cậu Trang này. À, chuyện trước đây tôi... Tôi với cô không hề quen nhau nữa. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi đi trước rồi. Mày cho mày, còn bây giờ biến đi. Cảm ơn. Anh xin lỗi. Không sao, tất cả đều đã là chuyện quá khứ rồi. Hôm nay anh nói ra được những lời này thì tức có nghĩa là anh đã hiểu chuyện hơn rồi đấy.
Mà chuyện cũ tôi cũng quên rồi, không còn buồn vì nó nữa đâu. Vậy mình có thể quay lại được không? Tất nhiên là không. Tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ. Tôi không muốn thay đổi gì hết. Nếu được ấy, thì tôi chỉ mong anh có thể thay đổi bản thân mình thôi. Đừng làm khổ những cô gái khác như tôi nữa. Họ không xứng đáng phải chịu những điều như vậy đâu. Tôi đi trước. Rồi này. Anh về rồi đấy à? Anh vào thay quần áo đi, giờ mình nấu sắp xong rồi đấy. Ai cho em làm cái việc này? Hả? Hả? Anh đã bảo rồi. Ngồi đây. Đó. Cứ để anh lo nha, ngồi đây một lúc. Em làm cũng được mà. Anh không biết, nhưng mà anh nói rồi. Kể từ bây giờ, mấy cái việc nấu cơm dọn dẹp này là anh ke tất. Chỉ cần ha, hai mẹ con em khỏe thôi là được rồi. Nhưng mà em ngồi không cũng buồn chân buồn tay lắm. Với cả việc nấu nướng bếp núc cứ để em làm, trách nhiệm của em mà. Không, anh không biết đâu nhá. Bây giờ anh kê tất nhá. Ơi, anh mua thuốc bổ cho em với con này. Nhớ phải uống đúng giờ nhá. Anh mua gì mà lắm thế này? Ôi giời, tất cả là cũng phải vì ông con trai này. Em cảm ơn chồng nhá. Ui, xem nào. Chắc là cùng cậu là quấy mẹ, đả mẹ nhiều lắm nhỉ. Mai kia con mình ra đời á, anh sẽ phải cho con và em đi du lịch, đi ăn hết những món ngon trên thế giới này luôn. Mà vợ chồng mình phải cố gắng kiếm tiền thật nhiều, cho con đi du học, đi học hết tất cả những cái môn thể thao này, rồi những cái trò chơi này, rồi những cái mà những đứa thông minh mới được học nhỉ. Anh cứ như trẻ con ấy. Nhưng mà nhỡ là con gái thì sao? Con gái em sao được, anh tính kỹ lắm rồi, con mình chắc chắn là con trai. Con gái, con trai thì cũng đều là con mà. Nhưng mà anh thích con trai hơn. Nhờ, cu cậu nhờ. Anh không biết là dưới khuôn viên nhà mình lại có chỗ chơi hay này. Mai kia, anh sẽ đưa con hàng ngày xuống đây chơi. Đúng là bố trẻ con rồi đấy. Mà ở đây cũng thoáng nhờ. Thế thôi mình ngồi ghế nghỉ tí nhá. Vâng ạ, anh đỡ em. Rồi, ok. Rồi, ngồi đây nào. Rồi. Nào, vợ yêu đưa túi đây, chồng đeo cho. Ôi trời ơi, cục cưng. Con có khỏe không vợ? Con khỏe ạ. Mà lúc nãy siêu âm, nãy còn mút tay cơ đấy. Thế tức là bác sĩ bảo là con trai hay con gái? Bác sĩ bảo con gái ạ. Này, chân dài giống bố nhá. Thích chưa? Gái à? Anh sao đấy? Ê, anh phải có việc đi rồi. Tí nữa em bắt gọi Grab đi về nhá. Nhá. Không đưa mẹ con em về à? Đã bảo là có việc rồi bắt Grab về. Thank you.
Cái giờ nào rồi mà vẫn còn ngồi nghỉ ở đây? Cô suốt ngày chỉ ở nhà ăn với ngủ với nghỉ mà cũng thấy mệt. Thế thằng này đi ra ngoài đường kiếm tiền cả ngày giờ thì sao? Cả nước người ta bầu bí, người ta vẫn đi làm được không? Thì không phải là lúc trước em mới bầu anh bảo em ở nhà à? Và bây giờ em ngén, em mệt thật, chứ không phải em giả vờ đâu. Anh cứ thử ngén đi cho anh biết. Cô thì giỏi rồi, đã không biết đẻ lại còn chả treo nữa. Vịt rời ấy, rồi lại đẻ ra vịt rời, vô tích sự. Anh nói cái gì đấy? Con nào mà chả là con? Có phải một mình em có bầu được đâu? Cô im đi. Đi làm cả ngày về mệt cũng không đủ tinh thần, suốt ngày nhìn thấy cái mặt thì ghét. Anh bố chơi cùng con nhá. Bố bận lắm, con tự chơi với mình đi. Nhưng mà bố chơi với con một chút thôi. Con phiền quá rồi đấy nhá, bố đã bảo là bố bận mà. Con thấy sao bố làm gì được không? Con chỉ muốn bố làm ngựa cho con cõng thôi mà. Con còn nhỏ lắm đấy, rõ là phiền, loại bị rời, cha thì biết sức. Chào con gái yêu của mẹ. Mẹ về rồi đấy. Con làm sao đấy? Có chuyện gì à? Nói mẹ nghe xem nào. Mẹ ơi, tại sao bố lại ghét con? Vì con là con gái phải không ạ? Không, làm gì có bố mẹ nào ghét con của mình đâu. Không phải đâu, bố ghét con thật mà. Ngày nào đến lớp, con cũng thấy các bạn có bố đưa đi đến trường, được thơm vào má. Còn con chưa bao giờ được như thế. Mỗi lần con đến gần bố là bố lại xua đuổi con, lại còn bảo con là loại vì giời. Con hiểu vì giời là gì đấy, là con gái bị ghét vậy hả mẹ? Con gái yêu, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã khiến con phải tổn thương đến như vậy. Con của mẹ lớn thật rồi, mẹ không hứa, nhưng mẹ sẽ bù đắp cho con nhé. Hoan á, thôi con ngồi đây chơi một lát rồi mẹ đi nấu cơm nhá. Vâng ạ. Để mẹ buộc tóc cho con gái yêu nhá. Xinh gái rồi đây. Mẹ ơi, sao bố lâu về thế? Bố bận công việc thôi con. Bao giờ bố xong việc nhất định sẽ về đưa mẹ con mình đi chơi mà. Hay là bố quên hôm nay là sinh nhật của con nhỉ? Làm gì có, một ngày quan trọng như thế bố con làm sao mà quên được. Mẹ con mình cùng đợi nhá. Vâng ạ. Nào, con thích xem kênh này không? Có. Tôi hỏi anh làm cái gì mà tôi nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thì không nghe máy hả? Thì cô không thấy là tôi còn đang đi làm bận bù cả đâu đây à? Đâu có sung sướng như mẹ con cô nằm ở nhà.
Tôi thời gian ngủ không có. Lấy đâu ra thời gian mà trích tin nhắn với điện thoại nữa. Anh suốt ngày công việc, công việc. Anh có biết hôm nay là sinh nhật con bé không hả? Anh làm bố kiểu gì đấy à? Cô nghĩ là tôi muốn làm bố của loại mít rời lắm à? À, đây nói cho biết nhá, đây không cần. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Không có cái loại vịt rời như tôi, anh có cưới được vợ không? Mà tôi hỏi anh, Mẹ anh có phải đàn bà không? Nếu không phải, sao lại đẻ ra cái loại khốn nạn như anh hả? Tao không nói, mày nghĩ tao hiền à? Mày lên mặt với tao à? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là khốn nạn nhá. Bông, đi vào phòng ngay, khóa cửa lại cho mẹ. Con không vào đâu. Mày giống con mẹ mày đúng không? Biến ngay vào trong, không có tao cho cả lũ rồi. Đi vào. Bố với kiểu gì? Anh có xứng đáng là bố không? Anh có xứng đáng sống trên đống cỏi này nữa không? Bố! Đi ra đây. Con có biết là bố lo lắng như nào không? Bố không cần con nữa. Bố xin lỗi. Bố không nghĩ là tìm con bố lại sợ như vậy. Bố xin lỗi. Dù có ghét bỏ con thế nào thì con vẫn rất yêu bố. Bố đã hứa với mẹ con lúc mẹ con mang bầu con là hàng ngày sẽ cho con ra đây dạo chơi. Từ bây giờ ngày nào bố cũng sẽ cho con ra công viên chơi nhé. Thôi bố con mình đi về đi. Chờ đi con gái.